Hello các bạn. Ôi, chào buổi sáng anh em. Lại được mấy ngày không chơi FIFA, tâm hồn nó lại vui phơi phới. Hôm nay có tin mới anh em ạ. Đây, ngày hôm nay sẽ có một cái buổi showcase về FIFA Live 4, tức là tiết lộ về lộ trình cũng như là sự kiện game rồi các thứ. Đây, mọi thông tin về việc đổi tên thương hiệu đây, các thứ này. 10 giờ sáng ngày hôm nay luôn. Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi. Nói chung là cái sự kiện này và cái thông tin này nó quan trọng. Cái việc mà đổi tên thương hiệu, đổi logo các thứ, mình nghĩ là nó cực kỳ quan trọng với một cái hãng nào đó, một cái sản phẩm nào đấy. Cho nên là đây là lần đầu mà mình thấy một đại diện của EA đến tận Việt Nam để làm cái điều này, quay cái video này, anh em thấy rất là chuyên nghiệp. Mình không biết là ông ấy có cái bảng lời nhắc nào ở trước mặt hay không, nhưng mà anh em nhìn này, phát biểu cực kỳ là chuyên nghiệp luôn, từ giọng này, cái tần số giọng này, độ mạnh nhẹ, tốc độ này, và mắt nhìn thẳng, anh em thấy không? Đấy. Ở đây là một cái chuyên gia để đi phát biểu rồi. Mình cũng, nó chứng tỏ cái sự nghiêm túc trong cái thông tin này. Mấy cái này thì biết là mình cũng, mặc dù là nói thì nói bằng lời như vậy, nhưng mà anh em biết là chúng ta mất đâu đấy khoảng cỡ 1 tuần. Đấy, vừa ngồi đá vừa nghiên cứu test đủ các thể loại thì mới hiểu được là những cái thuật ngữ này nó như thế nào. Thực ra cái bản dịch vừa rồi thì mình cũng nghe đâu đấy thôi, là cái thời gian để mà dịch cái bản cập nhật vừa rồi nó lên tới 3 tháng. Dịch mất 3 tháng, chứng tỏ là cái lộ trình sắp tới nó update sẽ nhiều. Đấy, tất nhiên là khi mà update thì chúng ta cũng biết rồi, nó cũng sẽ có những cái ổn, những cái có thể chưa ổn. Ví dụ như hiện tại thì tương thấy là hậu vệ nó đang khá là ngơ, thì rồi nó sẽ phải fix lại. Và những cái mô phỏng về mặt này thì anh em đây này, gameplay này là chúng ta đang trải nghiệm rồi, tuy nhiên là nó có thể chỉnh sửa các thứ nữa. Ông này thì ông chỉ đang giải thích về những cái nó đang có rồi thôi. Nói là nói như vậy, dịch thuật như vậy, nhưng mà nó áp dụng vào game nó cụ thể ra làm sao thì vẫn cứ phải vào game đá mới biết. Giống như vừa rồi trong một cái hoạt cảnh thì chúng ta thấy là hậu vệ nó lao về, nó cắt bóng rất là nhanh, nhưng mà thực tế hiện tại 9.3 đâu có vậy. 9.3 là phải kéo về thủ công, và thậm chí kéo về thủ công nó còn chẳng được nữa. Thế thì phải chờ thôi, xem là update tiếp theo nó lại như thế nào. Thế thì để mình bảo là nó hơi thuyết âm mưu một tí, đấy là gameplay mà chúng ta đang chơi thì nó dễ ghi bàn quá, là để cho anh em làm quen với hệ thống chiến thuật trước, sau đó thì nó mới cân chỉnh lại cái việc phòng ngự. Thực ra thì mười mấy phút đầu tiên của cái này là nói về cái việc thay đổi in game, thì mình nghĩ là rất là nhiều những cái ở đây thì anh em mình biết rồi, trải nghiệm rồi, gameplay, hệ thống chiến thuật mới này, thay đổi về vật phẩm này. Có một cái liên quan đến Icon The Moment thì mình nghĩ là mình không đưa vào đây, bởi vì có lẽ là chưa có được một cái phương án cụ thể nhất, cho nên là họ không đưa cái mà rất nhiều anh em quan VPL về tâm. 10.000 love you baby. Hello sếp, sếp stream vui vẻ he he. Ấy, hello anh Tùng. Có rất nhiều người quan tâm về Icon The Moment đấy, tuy nhiên thì mình không thấy đưa vào đây. Có lẽ là bởi vì đấy, như mình đã nói là chưa có một cái phương án chung nhất cho tất cả các server, hoặc là mỗi server sẽ có một cái định hướng khác nhau về cái việc mà Icon The Moment. Đấy, cho nên là cái này họ không thể đưa nó vào. Còn những cái ví dụ thay đổi từ số A, số B, số C, bây giờ thì bỏ cái số B, số C đi, còn số A này, hay là cái hệ thống tập luyện club các thứ thì đó, những cái gì mà chung thì họ nói rồi. Ít ra thì anh em thấy là lộ trình game thì nó vẫn còn đến lúc nào mình không biết, nhưng mà khi mà thay đổi thương hiệu thì mình đã từng phân tích cho anh em rồi, là lúc này thì EA sẽ thoải mái hơn trong cái việc là kêu gọi nhà tài trợ, thoải mái hơn trong việc tổ chức, và họ sẽ toàn quyền quyết định cái hình ảnh của giải đấu đấy là trong tất cả những tựa game của họ. Còn với nhà phát hành như Garena thì cũng sẽ thoải mái hơn, giả sử như trong việc kêu gọi đầu tư, hoặc là các đội tham dự thi đấu tại FVPL có thể là tự có nhà tài trợ riêng. Và cái này thì mình nghĩ là cái mùa giải tiếp theo của chúng ta thì chắc là sẽ có. Câu chuyện là những đội tham dự FVPL thì đều có nhà tài trợ riêng,
đấy là mong muốn nhất. Có thể là nhà phát hành sẽ kết nối những nhà đầu tư cho các đội tuyển, cũng có thể là các đội tuyển tự tìm. Thì cái này nó sẽ là một cái cơ chế mở hơn, nhiều sản phẩm đến với chúng ta hơn, nhiều thương hiệu hơn. Còn cái gì nhỉ? Nãy là mình có nghe được cái đoạn nào đấy ta? Anh Quang cạo râu trẻ thế. Cái chương trình nhà sáng tạo nội dung thì thực ra là đã bắt đầu từ tháng 4 năm ngoái. Tức là cho đến thời điểm này thì được hơn một năm rồi. Nhà phát hành Garena đã chuẩn bị cho cái câu chuyện là gom các nhà sáng tạo nội dung về với FIFA Live 4 từ một năm rưỡi. Thế cho nên là câu chuyện chuẩn bị này nó đã đến từ khá lâu. Lộ trình đều có mục đích hết. Hay là kể cả là như anh em bọn tôi đấy, cũng comeback làm mấy sự kiện offline với lại là show online các thứ. Tất nhiên là những cái bọn tôi làm gần đây thì nó cũng liên quan đến cái team này, thì không có là được định tí hướng của nhà phát hành, mà anh em tự nghĩ tự làm thôi đấy. Và nhà phát hành cũng hỗ trợ được một hai chương trình rồi. Đó. Team bao gồm mấy anh em bình luận viên, vận động viên ấy, có cả Ri cái thứ, cả mình vừa mới làm cái show hôm qua. Thì anh em bọn mình thì cũng cứ cố gắng làm thôi. Bên cạnh những cái chương trình của nhà phát hành thì anh em bọn mình vẫn tham gia. Đấy, ở đây là các nhà sáng tạo nội dung thì bây giờ là số lượng cũng khá là đông đảo rồi. Mỗi người sẽ cố gắng làm tốt nhất cái trên cái kênh của mình. Sau đấy thì nhà phát hành sẽ cố gắng là lại tiếp tục lựa chọn và gom những nội dung nội địa hóa đấy. Thì chắc chắn là sẽ có những thẻ cầu thủ Việt Nam mới rồi, mùa giải Việt Nam mới rồi. Không biết là có những cái chương trình nội địa hóa, ví dụ là cho streamer có thẻ trong game không đấy, để cho tôi có thẻ riêng của mình, có gì đấy. Là buổi này thì mình mong chờ là sẽ có nhiều cái thông tin hơn. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là sẽ có những cái buổi nào đó chỉ có nói về thị trường Việt Nam đấy. Còn cái này là nó nói chung tất cả các thị trường. EA Sports FC sao rồi thành FC Online, không biết là có thay đổi engine không. Giả sử 2 năm sau thì sẽ thay đổi engine, đổi thành một cái engine mới. Và có thể là Garena sẽ vẫn tiếp tục phát hành tiếp cái engine mới đấy. Đó. Game thì mình thì luôn thích một cái tựa game thử thách. Với cá nhân mình thì mình thích một tựa game thử thách, tức là chơi nó khó hơn. Đấy, nó phân cấp trình độ người chơi nhiều hơn. Tuy nhiên thì mình cũng hiểu rằng là FIFA Online 4 là một tựa game mà hướng tới nhiều người chơi nhất có thể. Thành ra là phải phục vụ số đông. Có những cái mà anh em mình chơi và cảm nhận thì nó là cái góc nhìn cá nhân thôi. Nó không phải là cái góc nhìn trên toàn bộ số lượng người chơi lớn của FIFA Online 4. Nhiều anh em đá ở danh siêu sao thì thích là mọi thứ nó phải thế này, phải thế kia. Nhưng mà những anh em mà đá ở danh chuyên nghiệp, nếu mà khó như vậy người ta không ghi được bàn thì nó lại thành câu chuyện khác. Đấy, mà số đông thì lại không đá danh siêu sao, cho nên là cái gì nó phải cân bằng nhất. Anh em mà có cái gì đấy anh em phải feedback thì nhà phát hành người ta cũng biết, nhà làm game họ cũng hiểu. Nhưng mà mình feedback một cách văn minh. Chứ còn anh em mà nói kiểu khó nghe, thường các bạn chia sẻ cái gì đấy, các bạn muốn nói gì đấy nhưng mà các bạn nói theo cái kiểu khó nghe, các bạn tu xích thì người ta bỏ ra ngoài tai luôn. Mình muốn ý kiến của mình có trọng lượng ạ, thì nó phải đúng, nó phải lịch sự trên một cái trạng thái tinh thần là góp ý. Chứ còn ông đã chửi thì nó không thể phải góp ý nữa rồi, không mà nạp tiền mà chửi thì chắc cũng được. Khách hàng là thượng đế mà, khách hàng ở cấp độ càng cao thì cái mức độ thượng đế nó càng cao. Còn FIFA Live 4 thì cái này nó sẽ là khó khăn, cũng là cơ hội. Khó khăn thì thực ra là khó khăn với nhà phát hành, với lại nhà làm game.
tất cả một cái sản phẩm nào đấy thay đổi tên, thay đổi thương hiệu thì nó đều là một thử thách lớn. Còn nó là cơ hội cho người chơi anh ạ. Nhất là những cái ông làm nội dung như bọn tôi, có càng nhiều thứ mới càng tốt. Càng nhiều thứ mới càng tốt. Thay đổi luôn cái ruột game càng tốt. Vì với FIFA Online 4 thì cái engine game này chúng ta chơi 5 năm rồi. Đấy, anh em bọn tôi không biết các người anh em khác như thế nào, nhưng mà anh em cứ nhìn kênh tôi mỗi ngày ít nhất có một video, không thì phải 3 cái. Thế thì nhiều khi nó cũng hết cái để làm, nó có càng có cái mới nó càng vui. Nó càng có cái mới càng vui. Có nhiều anh em gửi tài khoản cho tôi review mà anh em thấy anh em build đến cái team Mocha Labback nó cũng có trên kênh mấy video rồi. Anh em build đến Atalanta nó cũng có trên video rồi. Anh em thấy tức là gần như làm hết rồi. Mọi cái ngóc ngách nó có cái gì nó moi ra hết rồi. Đấy. Giờ chỉ còn là có là vui hay không. Chứ còn nội dung là hết sạch. Mấy cái team vớ va vớ vẩn, FC Gen rồi các thứ làm hết rồi. Cho nên là chính những người làm sáng tạo nội dung mới mong mọi thứ nó càng mới để càng có thể đào được những cái mà chưa làm thú vị để nó càng tốt. Đấy thì sắp tới thì cũng sẽ cố gắng anh ạ. À, thì mình cũng rất mong là game nó có nhiều sự thay đổi, đặc biệt thay đổi luôn engine là tốt. Thay đổi hệ thống cơ chế vật lý mới, nhưng mà điều này chắc là tương lai gần chưa có đâu. Đấy như là Quân Hà này, Quân Hà có bảo là build team Lazio đi Anh chẳng hạn. Trên kênh có Lazio. Chắc bữa tới làm Lazio nhưng mà làm một team khác. Chứ còn nếu mà chỉ nói là team Lazio thì không chỉ có một video, có mấy cái. Vì là anh em thế 5 năm rồi mà ngày nào cũng có video thì các bạn đếm thử xem là nó bao nhiêu video rồi. À, mà chưa kể là có những ngày làm nhiều video, thời lượng livestream thì tháng nào cũng live 120 giờ. Đấy thì anh em bảo là nó bao nhiêu rồi, tháng nào cũng 120 giờ. Như tôi, người khác tôi không biết, nhưng mà đấy, tôi cứ lấy cái số của tôi thôi. Nó là bao nhiêu rồi? Càng mới càng tốt. Cái phần nội dung này thì nếu mà anh em có xem và có tìm ra một cái điểm nào đấy mà anh em cần phân tích thì anh em cứ nói nhé. Đấy, thì mình sẽ cùng đào sâu nghiên cứu rồi giải đáp. Bellybo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game, là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay bellybostore.com. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.